Xin chào đón các bạn đang đến với những buổi chia sẻ của Công Tố. Mục tiêu của chúng ta đó chính là gì? Theo bạn ạ? Theo tôi đó chính là bạn sẽ thức tỉnh, gợi mở những thứ tự bên trong con người của mình để trở thành một người khác ư? Không phải đâu, để trở thành chính bạn là một phiên bản tốt nhất, một MC không lẫn vào đâu được, một người dẫn chương trình xuất sắc, nhiệt tâm, đầy lôi cuốn và thành công ở trên bất kỳ một sân khấu nào. Chúng ta cũng phải đi với nhau từ những điều cơ bản nhất nhưng cũng thật lòng nhất. MC là nghề có thiên hướng nghệ thuật, nó có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng học nói thì là một điều tiên quyết để tạo nên sự thành công. Bạn hãy tin một cách chắc chắn về điều đó, cũng cùng một lối tư duy, ai trình bày tốt hơn thì người đó thắng. Vậy nên, có thể bạn phát hiện mình không có thế mạnh năng khiếu MC, học những điều này cũng không thừa đâu, nó hữu ích cho tất cả mọi người. Tôi muốn khẳng định rằng, hãy trở thành một người dẫn dắt trong cuộc sống này. MC cũng là một hoạt động dẫn dắt được hiểu trong khuôn khổ giao tiếp. Và với con người, chẳng phải ngoài thời gian ngủ ra, lúc nào chúng ta cũng cần giao tiếp sao? Có những lúc là với một người lạ hay quen, có những lúc với một đám đông, và có thời điểm là với chính mình. Vậy yêu cầu của tôi, của các bạn học lớp online này là gì? Bạn hãy tự nhủ tầm quan trọng của việc đó trước tiên. Chuẩn bị cho tôi một cuốn sổ ghi chép những điều cần lưu ý. Một lần ghi chép là một lần não bộ chúng ta ghi nhớ. Một máy ghi âm có thể là chiếc điện thoại smartphone của bạn. Một con người sẵn lòng thay đổi. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác
để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Tina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Tina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Tina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Tina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.